Trăm cái red flag là bởi vì luôn luôn có phụ nữ vây quanh. Có 1000 lý do để phải ghen nhưng em không. Em up hình biết chắc anh phải xem và đặc biệt phải khen sau mỗi lần xem xong. Anh luôn muốn gà cho em thêm cúc khi có thằng con trai nào đi qua. Vì em và anh luôn muốn chuyện mình nghiêm túc, không phải chơi the game như FIFA. Em làm cho mọi bài nhạc chia tay mà anh đã từng viết nó trở nên vô nghĩa. Hai bờ môi chạm nhau vào khuya nay mà nắng chơi thật bốc nên chẳng thể tô nỉa. Em luôn tự tin, thu hút, điểm số luôn nằm ở top đầu. Lần đầu gặp thì anh đã nhìn thấu và cũng chẳng cần giấu là hai ta khớp màu. Em vẫn hay còn giận anh khi mà xem qua về những gì mà anh nói trên camera. Hứa là bên anh có thể đảm bảo tất cả thứ có thể kèm được trên camera. Bên nhau ta còn không một giây dây dự nào.
mấy ông khả thân. Thank you.
vì sao nàng phải lựa chọn thương ai. Bầu trời đêm cứ yên bình, nhưng vì sao vẫn lung linh, chỉ còn lại mỗi em chẳng hề ngừng nghĩ suy về em. Tự đặt ra những câu hỏi, dù ngày mai có phải thôi, vẫn trở về trái tim chẳng cần biết em trả lời. Một đời thanh thản.